Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Sinh ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ với anh em tình hình giá của Bitcoin ha. À, với chủ đề là người Mỹ không còn quan tâm Bitcoin nữa ha anh em. Vậy thì dòng tiền nó sẽ đi đâu ha? Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn cái nút like và subscribe kênh ha. Và anh em cũng hãy comment ở phía bên dưới video này một cái đồng altcoin cũng như là ý kiến của anh em về tình hình giá của Bitcoin trong thời gian sắp tới, để mình có thêm nhiều góc nhìn cũng như là xem qua được cái nhận định của anh em ha. Và để không mất thời gian của anh em nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua tình hình thị trường 24 giờ vừa qua ha. 24 giờ vừa qua thì cái giá trị vốn hóa thị trường nó tiếp tục tăng nhưng mà tăng nhẹ ha. Nó mỗi ngày nó tăng nhẹ như vậy thì nó cứ tích lũy thì nó cũng tăng trong vòng một tháng hay là một tuần nó cũng tăng khá là ổn ha anh em. Trong vòng 24 giờ qua thì nó tăng 2,2% lên cái mức là 1.050 tỷ đô rồi. Nó duy trì ở trên cái mức 1.000 tỷ đô đối với thị trường crypto này rồi ha anh em. Và trong 24 giờ qua thì Bitcoin tăng 1,9% nè. Ethereum cũng đã chạm cái mức đó là 1.400 đô một Ethereum, 1.420 đô rồi ha. Nó đã vượt có thể là nó đã vượt các cái vùng ATH ở trong cái vùng cái khung ngắn hạn anh em, như là khung 1 giờ hay là 4 giờ thì nó hình như là nó đã vượt ATH rồi. Và 24 giờ qua thì anh em thấy là cái đồng ADA này nó cũng bùng rất là mạnh ha, bùng 21,1% so với các đồng altcoin top khác. Bởi vì mình cũng có share cho anh em cái đồng này cho nên là khá là ổn ha. Ok, tình hình trong thị trường thì 24 giờ qua vì Bitcoin tăng nhẹ cho nên là các đồng altcoin top có một số đồng nó tăng khá là, cũng tăng nhẹ, nhưng mà cái đồng XRP này thì chúng ta không có đề cập rồi, bởi vì là mình không có khe đến con này ha. Vì là nó chạy theo tin tức cũng như là nó đang bị tin xấu cho nên là chúng ta không có theo cái đồng coin này. Vì sao mà mình nói ở tiêu đề video đó là người Mỹ không còn quan tâm đến Bitcoin? Bởi vì nên em thấy này, theo cái trend Google Trend là cái mức độ tìm kiếm cái từ khóa là buy Bitcoin ở trên cái Google Trend ở Mỹ ha, ở Hoa Kỳ này trong 30 ngày vừa qua, thì em thấy là tháng vừa rồi nó đã chạm đến cái mức là 100 ha, 100%, nó chạm đến 100%. Và là đó là tuần là tháng cho đến ngày 29 tháng 1 ha, nhưng mà hiện tại nó đã giảm xuống rất là đáng kể, nó giảm đến tận 60 ha. Và hiện tại nó chỉ còn là 40 thôi, mức độ tìm kiếm Bitcoin nó chỉ còn là 40 thôi ha anh em. Cho thấy rằng á người Mỹ họ sẽ không còn quan tâm nhiều đến cái từ khóa đó là Bitcoin, mua Bitcoin nữa, và họ sẽ tập trung vào các cái dòng các cái đồng khác ha. Và theo mình á thì mình nghĩ rằng thì khi mà có một dòng lượng tiền lớn đổ vào thị trường thì nó sẽ luôn xoay chuyển theo thị trường ha. Thì các cái đồng altcoin cũng như là Bitcoin nó sẽ tăng đều. Còn nếu mà có một dòng tiền mà nó rút ra khỏi thị trường thì khi đó chúng ta mới cân nhắc là chúng ta xem kỹ, xem rõ qua các đồng altcoin cũng như là Bitcoin trong thời gian sắp tới ha. Còn hiện tại thì mình thấy là với cái mức tìm kiếm Bitcoin của người Mỹ nó đang giảm như vậy, nhưng mà cái vốn hóa thị trường nó vẫn đang tăng, mỗi ngày nó tăng nhẹ nhẹ như vậy ha, nó tăng tầm 1-2%, thì cái dòng tiền nó vẫn đang xoay chuyển ở trong thị trường, và dòng tiền đó nó có thể nó sẽ tập trung vào các đồng altcoin, và đặc biệt là các đồng altcoin top và các đồng altcoin có tiềm năng ha. Altcoin top thì mình có share cho anh em rồi, còn altcoin tiềm năng thì mình cũng đã có share ở một số vài video, anh em có thể xem lại các video đó để có được những cái thông tin cần thiết cho anh em. Và một cái lý do nữa đó là mình thấy là Bitcoin hiện tại nó đang có giá trị rất là cao rồi. Là hiện tại Bitcoin nó đang ở cái mức giá là 34.800 đô này. Và anh em có còn nhớ cái video ở đầu năm 2021 này của mình ha, ở tháng trước á, ngày 1 tháng 1 ha, 2021, thì mình đã có làm một cái video là tầm nhìn năm 2021 của Bitcoin. Và cái mục tiêu của mình đó là cái vùng giá của Bitcoin nó có thể đạt đến, đó là cái vùng 42.454 đô này nè. Là khi đó Bitcoin nó sẽ tăng từ cái vùng tháng 10 cho đến cái vùng giá này, nó sẽ tăng là 300% anh em. Nó sẽ tăng 300%. Và hiện tại thì cái mức giá của nó đã chạm rồi. Nó đã chạm 42.454 đô này rồi ha. Em thấy nè, đây, nó đã chạm bằng cái đầu nấy này. Và vì sao mà mình chốt ở cái vùng này, mình
kỳ vọng ở vùng này, bởi vì anh em thấy là nếu chúng ta đo Fibo á, thì nó sẽ chạm đến cái mức các cái mốc Fibo thôi, là phản ứng nó phải sẽ phản ứng ở tại tại các cái vùng đó. Mốc Fibo này nó là mốc Fibo 3.618 này nè, đây là mốc Fibo 360 361,8% của con sóng tăng là ở cái vùng giá 41.800 đô này, thì nó sẽ phản ứng giá của mình là các nhà đầu tư họ sẽ chốt lời ngay tại đây ha. Anh em thấy khi mà giá nó tăng lên tại các cái vùng đỉnh á, thì cái khối lượng giao dịch nó càng ngày càng nhiều ha, chứng tỏ là các những nhà đầu tư cũng như là tâm lý thường thường á, thì họ sẽ thích là họ sẽ giao dịch ở tại các cái vùng đỉnh, bởi vì là tâm lý đám đông mà FOMO mà, khi mà giá nó tăng lên thì họ sẽ lao vào họ mua như những con thiêu thân, cho nên là các cái vùng đỉnh thì sẽ có cái khối lượng giao dịch nó sẽ rất là cao ha. Đây là trên khung tháng ha, nên anh thấy khi mà giá Bitcoin vào tháng trước nó tăng lên 42.000 đô thì khối lượng giao dịch nó cũng tăng rất là mạnh này. Vào hết mình nghĩ hiện tại thì các quỹ lớn họ đang nắm giữ Bitcoin rất là nhiều, chứ không phải còn như là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa ha. Như là 2017 thì khả năng đó sẽ không còn nhiều. Anh em thấy nè, trong 30 ngày vừa qua thì có quỹ Grayscale ha, họ đã mua vào 41.819 cái đồng Bitcoin, tương ứng với lại là 1,36 tỷ đô ha. Có thể là hơn rồi, có thể hơn rồi ha. Và 24 giờ vừa qua này anh em thấy là họ liên tục mua vào Bitcoin. 24 giờ vừa qua là một ngày vừa qua ha, họ đã mua vào thêm 390 đồng Bitcoin nữa. Và hiện tại thì họ đã bán dần ra cái đồng Ethereum, bởi vì là họ thấy là Ethereum nó đã tăng đến cái vùng kháng cự 1.400 đô rồi, cho nên họ bán dần dần ra anh em. Họ cũng có cái chiến thuật đó là họ sẽ chốt lời từng phần, chứ họ không có bán một lần ha, bán một lần mà bán hết chừng này số 2 triệu mấy cái đồng Ethereum thì giá của Ethereum nó sẽ giảm rất là mạnh ha, họ sẽ không như vậy. Ok, thì đó là cái kinh nghiệm giống như là các quỹ lớn họ có chiến thuật như thế nào. Và anh em có thể quan sát thêm là các quỹ lớn họ đang mua vào những cái đồng coin gì ha, như là ZEC này, ZN này, XLM này, Bitcoin Cash, Ethereum Classic cũng như là Litecoin ha. Và chúng ta sẽ đến với cái video của Bitcoin trên khung tháng này. Trên khung tháng thì mình đã có vẽ cho anh em ở trong cái video đầu năm 21 rồi. Đây, chúng ta đã đạt kỳ vọng, cho nên là hiện tại mình nghĩ là dòng tiền nó sẽ chuyển sang các đồng altcoin, và đặc biệt là altcoin top. Altcoin top nó sẽ chạy trước ha anh em, và sau đó sẽ đến các altcoin mid cap và low cap ha. Ok, trên khung ngày thì mình thấy là rằng á là hiện tại giá của Bitcoin nó vẫn đang đi ngang thôi, nó đang sideways. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy được là một cái vùng cái trend giá của nó đang nằm ở trong một cái cây nến mẹ này, cái nến mẹ này ha, cây nến model 3 này ha. Hiện tại thì cái volume của nó cũng đang giảm dần, chứng tỏ đây là một cái vùng sideways, giá nó đi ngang của Bitcoin ha, trên khung ngày. Và trên khung ngày á cũng về nến là nến Heiken Ashi, thì chúng ta thấy là nó đang có một sự không thống nhất về nến ha. Nó đang là những cây nến giảm này, nhưng mà nó mở cây nến tăng, sau đó nó mở cây nến giảm, nó mở cây nến tăng, mở cây nến giảm, thì đây là một cái đoạn sideways, giá nó đi ngang rất là rõ ràng của Bitcoin ha nè. Và khi mà Bitcoin nó đi ngang như vậy mà tình hình hiện tại thì mình thấy là dominant là cái thị phần của Bitcoin trong thị trường á, thì nó vẫn càng ngày nó vẫn giảm ha, cho nên mình thấy là dòng tiền hiện tại không còn muốn nắm giữ Bitcoin nhiều nữa và nó chuyển sang altcoin rồi ha anh em. Ok, trên khung 4 giờ thì cái kèo mà mình share cho anh em á, long ở cái vùng giá là 32.800 thì hiện tại nó chưa có khớp, nhưng mà nó đang chạy đến cái vùng giá chốt lời của chúng ta rồi ha, cho nên hiện tại cái kèo này chúng ta có thể là mình cân nhắc là mình sẽ call cho anh em là hủy cái kèo này đi, và hiện tại chúng ta chờ cái kèo mới ha, đặc biệt là các đồng altcoin. Như trong hôm nay thì mình đã có call cho anh em một cái đồng altcoin rất là tiềm năng, và video sau thì mình sẽ phân tích kỹ hơn đối với cái đồng altcoin đó ha. Ok, và hiện tại thì trong 04 giờ thì đà tăng của nó vẫn có thể là tiếp tiếp tục, bởi vì là nó vừa break khỏi cái mô hình tam giác giảm này ha, kèm với cái mô hình hai đáy này nữa, cho nên là khả năng tăng của Bitcoin nó vẫn còn sáng ha em. Và đó là cái video cập nhật thị trường về cái đồng Bitcoin. Và nếu em thấy video này hay và bổ ích thì dành 5 giây để like, subscribe và comment ở phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở số video tiếp theo ha. Và nếu anh em nào chưa tham gia vào group của team mình á, thì anh em hãy tham gia bằng cách là kéo xuống dưới phần mô tả của mỗi video sẽ có hai cái đường link này, một cái đường link Telegram channel và Telegram group ha. Đây là ở cái phần mô tả của video tầm nhìn ha anh em. Anh em ấn vào cái đường link Telegram group này, nó sẽ đưa anh em vào cái channel Telegram của team mình. Trên đây là group công khai để cho anh em thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trade coin và hold coin ha. Ok,
Và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.